Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Biển Đông, Việt Nam chuẩn bị khởi kiện Trung Quốc. Việt Nam được cho là đang chuẩn bị hồ sơ để kiện lên tòa án trọng tài quốc tế chống lại yêu sách chủ quyền Biển Đông phi lý của Trung Quốc. Thời điểm hiện nay được coi là chín muồi cho một vụ kiện lịch sử của Việt Nam khi Trung Quốc ngày càng gia tăng sự đe dọa và gây nhiễu trên tuyến đường hàng hải tranh chấp và đặc biệt là sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán, tâm lý chống Trung Quốc dâng cao trên toàn cầu. Trong khi đó, tại Việt Nam lại hội tụ những thế mạnh chưa từng có. Nhiều nguồn tin quốc tế cho hay trong nội bộ của chính quyền Việt Nam ngày càng có nhiều tiếng nói đòi kiện Trung Quốc hơn. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 11 với chủ đề Hợp tác vì an ninh và phát triển tại khu vực vào ngày 6 tháng 11 do Học viện Ngoại giao phối hợp với Hội luật gia Việt Nam VLA và Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông tổ chức tại Hà Nội. Một nguồn tin ngoại giao giấu tên nói với ASEAN Times, các cuộc thảo luận tại Hà Nội về một sự vụ kiện quốc tế nay đang căng thẳng hơn trước. Trong một hội nghị thường niên về Biển Đông do Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức vào tháng 11 năm ngoái, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã công khai nêu ra vấn đề này. Đây là lần đầu tiên kể từ 5 năm qua một quan chức cao cấp đề cập đến. Ông Trung đã nói như sau, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 đã dự trù đầy đủ các cơ chế để áp dụng biện pháp này. Giáo sư Alexander của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Daniel ở Honolulu, Hawaii cho biết từ năm ngoái đã có thêm rất nhiều tiếng nói trong giới cầm quyền ở Hà Nội kêu gọi đưa Trung Quốc ra tòa án. Nhà phân tích Drake Grossman thuộc TikTok Rant Corporation ở Washington nói rằng ông không có thông tin nào về việc Hà Nội đang chuẩn bị việc kiện ra tòa án quốc tế nhưng nghe được từ các nguồn tin chính phủ rằng đề xuất này đang được xem xét một cách hết sức nghiêm túc. Và từ đó đến nay, Việt Nam ngày càng có thêm động lực để đưa Trung Quốc ra tòa, khi ngay cả trong bối cảnh cả thế giới đang gồng mình chiến đấu với đại dịch viêm phổi Vũ Hán khởi phát từ chính Trung Quốc, thì Trung Quốc lại càng đẩy mạnh những hành động phi pháp ở Biển Đông, xâm phạm chủ quyền các nước liên quan, và thậm chí gần đây nhất là đâm chìm luôn cả tàu cá Việt Nam. Đây là hình ảnh tàu Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc, được tàu dân binh hộ tống khảo sát trái phép ở bãi tư chính Phúc Tần của Việt Nam vào tháng 10 năm 2019. Chiếc tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 dành hầu như cả năm 2019 để quấy rối một liên doanh khai thác năng lượng với Nga tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông. Việc quấy nhiễu này năm nay lại tiếp tục bất chấp đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Ngày 3 tháng 4 năm 2020, một tàu đánh cá của Việt Nam bị tàu tuần duyên Trung Quốc đánh đắm ở gần đảo quần đảo Hoàng Sa. Đến ngày 13 tháng 4, chiếc tàu Hải Dương Địa chất 8 lại xuất hiện ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vài ngày sau đó, chính quyền Trung Quốc loan báo thành lập hai quận Tây Sa và Nam Sa tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam luôn khẳng định chủ quyền của mình. Vào ngày 19 tháng 4, Bộ Dân chính Trung Quốc thể hiện sự ngang ngược khi tự tiện công bố cái gọi là danh xưng tiêu chuẩn của hàng chục đảo bãi cạn ở Biển Đông, bao gồm những thực thể nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Không chỉ đe dọa Việt Nam, vào tháng trước tàu hải cảnh của Trung Quốc còn tuần tra ở khu vực thuộc đặc quyền kinh tế của Malaysia trên Biển Đông, kể cả một khu vực đang khai thác dầu khí. Vào hồi tháng 2, tàu chiến của Trung Quốc đã chĩa radar điều khiển hỏa lực và quay pháo hướng vào tàu tuần tra của Philippines đang làm nhiệm vụ trên Biển Đông. Và hiện nay, Việt Nam có thể cảm thấy rằng thời điểm đã chín muồi cho một động thái pháp lý mới, có thể làm cho dư luận quốc tế thiên về hướng có lợi cho Việt Nam. Đây là hình ảnh niềm vui của đoàn Việt Nam khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông báo kết quả cuộc bỏ phiếu Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 7 tháng 6 năm 2019. Nếu có khi nào người dân Việt Nam có thể tập hợp xung quanh đảng cầm quyền, còn Bắc Kinh yếu ớt, dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết, thì đó chính là lúc này. Truyền thông quốc tế cho biết bản thân Trung Quốc những ngày qua đã cảm nhận được sự ghẻ lạnh, hắt hủi của cộng đồng quốc tế sau một loạt những hành động sai trái của đất nước này, để cả thế giới phải hứng chịu cuộc khủng hoảng y tế lịch sử. Viện quan hệ quốc tế đương đại ở Trung Quốc, một think tank thuộc Bộ An ninh Quốc gia, cơ quan lãnh đạo tình báo cao nhất, trong một báo cáo mới đây đã nhận định như sau. Tình cảm chống Trung Quốc trên toàn cầu đang ở mức cao nhất kể từ sau vụ đàn áp quảng trường Tiananmen vào năm 1989 cho đến nay. Sự bất mãn đối với Trung Quốc trên toàn cầu chủ yếu là do việc xử lý khủng hoảng virus corona và chiến dịch bóp méo thông tin sau đó chưa bao giờ mạnh mẽ như thế kể từ nhiều thập niên qua. Đồng thời, Đảng Cộng sản Trung Quốc bị yếu đi trong nước do tăng trưởng kinh tế mà nhờ đó Đảng có được tính chính danh suốt những thời gian dài đã bị sụt giảm trong năm 2020. Lần đầu tiên kể từ hơn 40 năm nay,
Trong khi đó, Đảng Cộng sản Việt Nam lại được một vài nước khen ngợi vì khả năng và sự minh bạch bất ngờ trong việc xử lý nạn dịch COVID-19. Việt Nam còn có thể được hưởng lợi lớn hơn Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước châu Âu khi họ tìm cách rời khỏi nền kinh tế Trung Quốc, dịch chuyển các chuỗi cung ứng khỏi Hoa Lục và trong đó có Việt Nam. Bên cạnh đó, Hà Nội có thể tận dụng vị thế quốc tế mạnh mẽ hiện nay để tiến hành vụ kiện chống lại Trung Quốc. Năm nay Việt Nam là chủ tịch luân phiên của ASEAN, một vị trí có thể tạo nên một mặt trận đoàn kết hơn với các nước láng giềng Đông Nam Á. Trong đó có những nước cũng tranh chấp trên biển với Trung Quốc. Việt Nam còn giữ chiếc ghế thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2021-2022. Vị thế mà Việt Nam có thể tận dụng để thực hiện công tác truyền thông cho chủ quyền chính đáng của Việt Nam tại Biển Đông, đồng thời tố cáo sự hung hăng của Bắc Kinh đối với các thành viên khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo các nhà phân tích, việc đưa vấn đề này ra tòa án quốc tế có thể mang lại cho Hà Nội một chiến thắng, dù chiến thắng có thể chỉ mang tính biểu tượng mà thôi. Đây là hình ảnh tòa trọng tài tổ chức phiên tranh tụng tại trụ sở của tòa án trọng tài thường trực PCA có trụ sở tại Hà Lan về vụ kiện của Philippines đối với tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông vào năm 2016. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp đã nhận định Việt Nam không có con đường nào khác là khởi kiện, bởi nếu cứ để như bây giờ thì Việt Nam chẳng có quyền gì cả, chỉ nói mồm. Philippines bây giờ họ thế trên khác hẳn Việt Nam. Từ khi có phán quyết thì Trung Quốc không dám làm gì Philippines, chỉ dọa bề ngoài thôi. Việt Nam phải kiện càng sớm càng tốt, và khi nộp xong phải báo cáo công khai cho cả thế giới biết. Đừng để quá trễ. Ông dự đoán sau đại hội 13 thì Hà Nội sẽ nộp đơn. Và người ta đã có kế hoạch kiện. Bây giờ còn chờ xem là quyết định kiện vào lúc nào. Kèm theo kế hoạch ấy, người ta chuẩn bị khá là kỹ. Và các thủ tục, các luận cứ, các tài liệu, tất cả đã có hết rồi. Nhân sự cũng đã có. Bây giờ chỉ còn chờ quyết định của Ban Chấp hành Trung ương là kiện vào lúc nào thì họ nộp luôn. Thắng như Philippines là thừa sức, bởi nền tảng của Việt Nam y hệt Philippines. Hơn nữa, Việt Nam có khi còn mạnh hơn cả Philippines bởi được sự ủng hộ của thế giới, giới luật gia và chính quyền các nước khác. Cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Việt Nam và Ngoại trưởng Mỹ gần đây có đặt vấn đề thủ tục pháp lý. Thật ra, người Mỹ họ nói rằng rất rõ rằng nếu Việt Nam có khởi kiện thì họ sẽ ủng hộ bằng nhiều cách, hỗ trợ về mặt pháp lý, chuyên gia, thủ tục. Các nhà phân tích đang theo dõi tình hình và tin rằng Hà Nội có thể nộp đơn kiện tương tự như Philippines đã tiến hành trước đây và đã thắng Trung Quốc tại tòa án trọng tài thường trực vào hồi tháng 7 năm 2016. Phán quyết của tòa khẳng định rằng Trung Quốc không có quyền lịch sử về đường lưỡi bò 9 đoạn mà Bắc Kinh sử dụng để đòi hỏi chủ quyền gần 90% diện tích Biển Đông. Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện và tuyên bố không chấp nhận phán quyết, vốn không có cơ chế buộc phải thực thi này. Tiến sĩ Hoàng Hợp nhấn mạnh Trung Quốc tìm hiểu luật pháp quốc tế rất rõ nên họ không tham dự vụ tranh kiện của Philippines ngay từ đầu. Cho nên họ coi phán quyết năm 2016 là độc lập và đơn phương. Họ coi thế nên họ không nhận. Hành xử không công nhận là hợp pháp, tức là họ có quyền không công nhận. Nhưng không công nhận không có nghĩa là Trung Quốc có thể hành xử ngược lại với phán quyết đó. Phán quyết có giá trị vĩnh viễn. Giáo sư Cathay cũng nhận định nếu tòa trọng tài ra phán quyết có lợi cho Việt Nam, sau khi Hà Nội chứng minh được nhiều vấn đề gây tranh cãi về yêu sách lịch sử, thì Việt Nam sẽ có lại nhờ quảng cáo trong dịp này và áp lực chính trị sẽ đè lên Trung Quốc. Đây là hình ảnh phiên họp trực tuyến vào ngày 23 tháng 4 năm 2020 giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo với những người đồng cấp ASEAN về tình hình đại dịch viêm phổi Vũ Hán cũng như những căng thẳng gần đây với Trung Quốc trên Biển Đông. Cũng theo giáo sư Cathay, sự kiện này còn mang lại cho Việt Nam cơ hội, cơ sở để chống lại các hành động của Trung Quốc và cộng đồng quốc tế có thể căn cứ vào đó để ủng hộ Việt Nam. Khó có thể biết được Việt Nam có bị áp lực của các đồng minh quốc tế hay không, cụ thể là Mỹ, để kiện Trung Quốc lên tòa trọng tài, với hy vọng tạo ra một án lệ thứ hai chống lại tham vọng trên biển của Trung Quốc. Một bản án như thế, theo các nhà phân tích, sẽ giúp Hoa Kỳ thêm cơ sở vững chắc để tăng cường các hoạt động vì tự do hàng hải trên Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói với các đồng nhiệm của ASEAN trong cuộc hội nghị truyền hình vào tháng trước rằng điều quan trọng cần nhấn mạnh là Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng việc cả thế giới đang tập trung vào đại dịch chống viêm phổi Vũ Hán để tiếp tục thái độ khiêu khích như thế nào. Hoa Kỳ cực lực phản đối hành động đe dọa của Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng các quốc gia khác cũng buộc Bắc Kinh phải trả giá. Lợi ích từ việc kiện Trung Quốc ra tòa án là rất lớn, nhưng rủi ro mang lại cũng không hề nhỏ cho Việt Nam. Đây là hình ảnh các lực lượng của Mỹ tiến hành tuần tra ở Biển Đông nhằm bác bỏ những yêu sách đòi hỏi chủ quyền phi pháp của Trung Quốc vào tháng 4 năm 2020. Nhà phân tích Lê Hồng Hiệp hồi tháng 8 năm ngoái viết rằng các quan chức cấp cao của Việt Nam nghi ngại về việc đưa ra tòa trọng tài vì ngay cả nếu Hà Nội thắng kiện thì cũng không ngăn cản được Trung Quốc lấn chiếm trong vùng biển Việt Nam trong tương lai. Và thậm chí còn tệ hại hơn,
vì có thể làm Trung Quốc càng thêm hung hăng, gây bất ổn thêm quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, đe dọa viễn cảnh kinh tế Việt Nam và đẩy đất nước này vào một thế chiến lược bấp bênh. Hơn nữa, Việt Nam đưa vấn đề này ra tòa án quốc tế có thể làm gia tăng căng thẳng, tiến đến gần xung đột hơn. Nhà phân tích Grossman vào năm ngoái khẳng định, nếu Bắc Kinh tìm kiếm xung đột, Việt Nam có thể là mục tiêu ưu tiên để khởi động. Qua đó, quân đội Trung Quốc sẽ có được kinh nghiệm chiến đấu cần thiết trên không, trên biển mà không sợ Hoa Kỳ can thiệp, và trong tình huống có thể chiến thắng. Giới nghiên cứu tiếp tục nhận định như sau, Việt Nam đang trong tình huống đầy nghịch lý. Những nỗ lực ngoại giao phản đối công khai đã không thành công trong việc ngăn chặn Trung Quốc, mà các trò đe dọa mới đây đã chứng tỏ. Nhưng quốc tế hóa tình hình có thể đẩy Việt Nam và Trung Quốc, nói rộng ra là Hoa Kỳ và Trung Quốc, tiến gần đến điểm xung đột vũ trang, mà Hà Nội biết rằng không có cơ hội thắng nếu không có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ bên ngoài. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2020 với bản tin Biển Đông, Việt Nam chuẩn bị khởi kiện Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.